Hôm nay cùng tôi tự làm một mì ăn liền Nhật Bản phiên bản Shinosuke nha. Để xem gạo ra có trúng thưởng gì không nào. Chúc bạn may mắn lần sau hu. Mở ra thưởng thức thôi nào. Gói gia vị nè, dầu, hành, trứng đủ luôn nè. Các bước làm các bạn xem sau đây nha. Thấy hay thì nhớ like và subscribe ủng hộ tôi nha.